Hôm nay là thứ tư tuần một của mùa chay, thì trong chương trình Hát là cầu nguyện, mọi người cùng với Đoàn Việt Hương dành ra một chút xíu để cầu nguyện nha. Chúng ta nhớ lại câu chuyện ông Jonah đã bị cá nuốt 3 ngày và đã được khạc ra trên đất liền mà vẫn còn sống. Thì ông Jonah đã đứng lên và đi theo Chúa. Nếu mà nhớ lại cái bài giảng này thì chúng ta thấy ông chấp nhận đi giảng cho thành Ninive, là dân ngoại ở một vùng mà bây giờ gọi là Iraq đó. Thì không ngờ lời giao giảng của ông đã gieo vào cả nước và kéo cả nước vào một cuộc hoán cải. Từ vua cho đến dân, thậm chí là vua đã ban cho một cái lệnh là súc vật cũng phải đều ăn chay. Và mọi người sám hối việc mình đã làm. Thái độ này của họ đã làm cho Chúa đổi ý không xét phạt nữa. Chúa không muốn trừng phạt, Ngài chỉ mong con người sám hối. Mùa chay là thời gian đọc lại những chuyện lạ của Chúa đã làm cho cuộc đời của mình. Có những chuyện mà tưởng như là một cái chuyện tự nhiên xảy ra hay là ngẫu nhiên. Chỉ có những ai biết nhìn lại và biết suy ngẫm thì mới thấy đó là chuyện lạ. Có khi chúng ta vẫn mong muốn Chúa làm một cái điều gì thật là lạ, thật là to lớn để cho chúng ta sẵn sàng đổi đời và từ bỏ nếp sống cũ. Vậy thì làm sao để lòng sám hối đến từ việc nhận ra những chuyện nhỏ bé mà Chúa vẫn làm cho ta mỗi ngày và nhiều lần. Chúng ta cùng cầu nguyện để được như người mù ngồi bên vệ đường. Xin Chúa rủ lòng thương cho chúng ta được thấy bản thân với những yếu đuối và khuyết điểm của mình, những giả hình và che đậy. Xin cho được thấy Chúa hiện diện cả những khi chúng ta không cảm nhận được. Xin cho ánh sáng Chúa chiếu vào bóng tối của chúng con. Lạy Chúa, như người mù ngồi bên vệ đường, chúng con xin Chúa rủ lòng thương cho con được nhìn thấy. Và xin cho con được ăn chay 40 ngày cùng với người. Làm dấu để cầu nguyện cho buổi cầu nguyện hôm nay nhé. Nhìn Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Amen. Hôm nay cũng hát là cầu nguyện, dùng những lời ca để dâng lời cầu nguyện. Chúng ta vào mùa chay rồi, thì chính vì mùa chay nên quý vị thấy hôm nay màu sắc hơi buồn buồn. Sáu người ha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 người cũng đang đi vào hoang dã để ăn chay cùng Chúa, phải không? Trong chương trình ngày hôm nay thì tình Chúa sẽ hát những bài để ca tụng Chúa, vinh danh Chúa. Bài hát đầu tiên để đem đến cho mọi người với một cái lòng tin luôn luôn lúc nào cũng cảm thấy có Chúa bên cạnh. Cho con vững tin. Bài hát này được nhóm tình Chúa hát với tiếng đàn của Quỳnh Anh và Hồng Hà. Thấy Hương nhớ hay không? Hôm nay lần đầu tiên Quỳnh Anh đến thì quý vị sẽ nhìn thấy người ngồi trong góc kia đâu rồi, có thấy không? Đó, Quỳnh Anh và tiếng đàn của Gia Hân với bốn gương mặt là Hoàng Vân, Minh Ngân, Vivian và anh Sơn. Anh Sơn, có thấy anh Sơn rõ không hả? Quá rõ luôn. Vâng, và bây giờ xin mời quý vị cùng nghe Cho Con Vững Tin, một sáng tác của Linh Mục Nguyễn Duy. Tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha nhân hiền. Khi đời sống nhẹ trôi êm đềm, với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố, con lo âu lạc bên xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin. Tỳ lạy Chúa biết con yếu đuối và đôi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhớ ơn Chúa,
khi an vui cũng như khi sau đây. Chẳng phải gai tê buồn khi trời vừa lập đông băng tuyết, con than van thầm trách trong lòng, con mới biết niềm tin con rỗng không. Thì lạy Chúa, Chúa biết con yêu đời và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thác thế từ đây, khi an vui cũng như khi sau đây. Đành tâm bỏ Chúa, con quay lưng từ chối ân tình, con mới biết niềm tin con bấp bênh. Thì lạy Chúa, Chúa biết con yêu đuổi và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin khi an vui cũng như khi sầu đầy. Thì lạy Chúa, Chúa biết con yêu đuổi và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cho đêm cầu nguyện hôm nay. Phải nói là nghe rất là tâm tình lắm, nhất là khi mà Hương nghe đến cái câu Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Thì trong cái mùa chay đó, quý vị có công nhận với Hương là cái mùa chay là cái mùa bị cám dỗ, và nhất là trong những cái ngày thứ sáu. Thường thường mình không có thèm ăn thịt, nhưng mà ngày thứ sáu tự nhiên lại thèm thịt, phải không quý vị? Cái đó lúc đó là lúc mà mọi người cảm thấy yếu đuối, là đang bị cám dỗ, biểu là ăn đi, ăn thịt đi. Nhưng mà nếu mà mình có Chúa thì mình dứt khoát là mình ăn chay cùng với Chúa trong suốt 40 ngày trong mùa chay này, phải không? Trước khi mà phục sinh thì mình có 40 ngày ăn chay. Thì những cái ngày tháng đó là những ngày tháng để mọi người làm một cái điều gì đó cho nhau, nhất là những lời của các cha. Đức Giáo Hoàng hay các cha luôn luôn nhắc nhở chúng ta là hãy ăn chay hảo mình và bố thí cũng như cầu nguyện. Thì mình ăn chay thì chắc chắn mình ăn chay rồi. Mình cầu nguyện thì tối hôm nay anh chị em chúng tôi và quý vị dâng lời cầu nguyện. Và cái tiền mà anh Sơn vừa nói mình đi ăn tôm hùm á, bây giờ mình ăn chay, mình ăn đậu hũ với xì dầu, thì cái tiền đó mình sẽ dùng bố thí, phòng quý vị. Cũng cắt đi để lấy cái tiền đó để giúp
cho tất cả những người nào, người homeless ở trên lề đường hay là bất cứ người nào cần giúp, phải không? Bài hát mà Hương giới thiệu sắp tới đây với giọng hát solo của Vivandin. Ngài là cuộc sống của con. Khi mà nói tới cái câu Ngài là cuộc sống của con thì trong cuộc sống Hương nghĩ là từng người chúng ta và tất cả quý vị, chúng ta lúc nào cũng mong có Chúa là cuộc sống của chúng ta. Xin mời Vivandin. Em xin cảm ơn chị. Và em cũng muốn bổ sung thêm là bài này là nhạc Ý của Pierangelo Sacchieri, lời Việt của Thanh Lâm và hòa âm của Ngọc Côn. Sống đời con mãi dâng về Ngài.
về bây giờ trong buổi chay thì cứ nhắc hỏi cái chữ sám hối, ăn năn, sám hối, ăn năn. Anh Thanh Sơn sẽ cho chúng ta, nhắc cho chúng ta ăn năn như thế nào. Ăn năn thế nào? Dạ vâng. Anh phải là người ăn năn trước. Chắc có lẽ cũng vừa nói đừng ăn tôm hùm đó. Đó, dạ ăn vâng. Năn, ăn tôm hùm nhiều quá là bây giờ phút này phải ngồi ăn năn nhé. Thì giọt lệ ăn năn là một ca khúc rất là nổi tiếng của tác giả là Giang Ân. Thì bài hát này á, trong mùa chay năm nào mình cũng nghe nhiều ca sĩ hát lắm. Quá là phải nói là lên YouTube đánh ra là nhiều lắm. Nhưng tối hôm nay trong chương trình Hát Là Cầu Nguyện thì Hương mời tất cả mọi người cùng với chúng tôi nghe giọt lệ ăn năn qua tiếng hát của anh Thanh Sơn với tiếng đàn của Quỳnh Anh và Gia Hân. Giọt lệ ăn năn sám hối là giọt lệ xin ơn tha thứ những lầm lỗi qua bao ngày tháng xa ân tình. Tình Ngài luôn luôn chan chứa gọi con đoan hứa mối tình tuy chung trở về với cha ân tình thiết tha. Tình Chúa cho màu nắng lên cho mùa đông lạnh giá tối buồn cho xuân về ấm áp tình thương cho cuộc đời phơi gánh phong sương cho lòng người có Chúa tựa nương. Giọt lệ ăn năn sám hối là giọt lệ đêm đêm thao thức mỏi mòn ngóng trông mong được thứ tha tội tình. Cuộc đời bao phen vấp ngã tưởng rằng như đã mất tình Chúa yêu nhưng nào có hay tay Ngài đỡ nương. Tình Chúa cho màu nắng lên cho mùa đông lạnh giá thôi buồn cho xuân về ấm áp tình thương cho cuộc đời phơi cánh phong sương cho lòng người có Chúa tựa nương. Giọt lệ xin cho thế giới biết tìm mến thương giữa đời khổ đau lụy phiền tìm về tin yêu nơi Chúa tình không heo úa Chúa là khát khao cho người khổ đau đi tìm mũi an. Tình Chúa lạnh giá tôi buồn cho xuân về ấm áp tình thương cho cuộc đời phơi gánh phong
ăn năn sám hối, lại giọt lệ an vui trong Chúa, biết rằng Chúa luôn quên tội lỗi xưa thật rồi. Và Ngài yêu thương nên đã chịu mang thánh giá, nói lời khát khao cho tình vụt cao trên thập giá kia. Tình Chúa cho màu nắng lên, cho mùa đông lạnh giá tối buồn, cho xuân về ấm áp tình thương, cho cuộc đời vơi gánh phong sương, cho lòng người có Chúa tựa chúng ta hay nghe hát là cầu nguyện 2 lần, nhưng mà trong chương trình hát là cầu nguyện thì hát là cầu nguyện 4 lần, và cộng với 30 năm hát thánh ca của anh Thanh Sơn thì tối hôm nay cái lời cầu nguyện chúng ta chắc chắn là Chúa sẽ nhậm lời nó gấp mấy chục lần luôn đó. Cái bài giọt lệ ăn năn này, Hương mượn cái câu là giọt lệ ăn năn sám hối là giọt lệ xin cho thế giới, thì trong lúc này mình xin cho thế giới, cho tất cả mọi người được có được hòa bình, nhất là những người lãnh đạo biết làm như thế nào để đừng có chiến tranh xảy ra. Và thường thường á, mình đi xe đò, mình đi coi hát, mình cũng luôn luôn kiếm được một cái chỗ tốt, mình muốn dành cái chỗ mà gọi là VIP VIP đó. Nhưng mà có một cái chỗ mà VIP mà ai cũng mong được có hết, mà nếu có thì mình phải chuẩn bị ngay từ bây giờ. Đó là có một chỗ, mà cái chỗ đó cũng gần mà cũng xa, nhưng đối với Hương cái chỗ đó là trong trái tim chúng ta, trong tâm hồn chúng ta. Cái chỗ đó nếu chúng ta sẵn sàng, chúng ta ready, thì cái chỗ đó chắc chắn Chúa sẽ cho chúng ta một chỗ rất tốt. Minh Ngân sẽ chọn một chỗ và gửi bài hát có một chỗ. Sáng tác này của linh mục Nguyễn Mộng Huỳnh. Mình xin mời mọi người cùng nghe có một chỗ, và sau bài hát này thì chúng ta nên chọn sẵn một chỗ cho mình. Đó là luôn luôn hãy có Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Chim
Chúa để giữ lấy đời nhau, có một Chúa giờ thì Hương rất vui mà khi nhỏ có nhóm tình Chúa đến thường xuyên. Nếu quý vị yêu nhóm tình Chúa thì quý vị nhớ vào và cho biết là muốn nhóm tình Chúa hát một tháng mấy lần nha. Và mỗi lần bao nhiêu bài. Quý vị biết là các cha các sơ sáng tác rất là nhiều. Và có một sơ mà dạo gần đây sơ sáng tác nhiều lắm, đó là sơ Tigon ở bên Việt Nam, sơ Việt Nam ha. Thì bài hát Tự Tình nghe tự đề rất là hay, Tự Tình. Giống như là mình thân của mình muốn nói những điều gì với Chúa thì có một người ngồi đây như muốn tâm sự với Chúa. Anh Hoàng Vân sẽ hát với cháu của mình là Quỳnh Anh và tiếng đàn của Gia Hân. Vâng, cho Gia Hân hát bài này để cùng nhau tình tự nhé. Tự Tình, sáng tác của Sơ Thi Gôn qua tiếng hát của Hoàng Vân với tiếng đàn của Quỳnh Anh và tiếng đàn của Gia Hân. Chúa chôn con
đời nhiều phép lạ, vui sống trong xa hoa, quên tình ngài luôn thứ tha. Đôi lúc con nghi ngờ, niềm tin đã khuất xa mơ, tình yêu Thiên Chúa ươm mơ, ngài nâng bước chân dại khờ. Ngài dẫn lối đưa con về nơi bên yêu muôn đời, dẫu có lung bụi đường làm con tơ vương lạc hướng, chỉ nơi Chúa chôn con tựa nương. Trọn vẹn hay đổi thay, con muốn dâng cho ngài tình con dù có non dài, ngài luôn u ấm tim con, nguyện yêu Chúa mãi vuông tròn. Tình yêu là thế đó, ngài vẫn yêu con mãi thôi. Bàn tay ngài dẫn lối đưa con về nơi bên yêu buồn đời, dẫu có lung bụi đường làm con tơ vương lạc hướng, chỉ nơi Chúa chôn con tựa nương. Tình yêu là thế đó, ngài vẫn yêu con mãi thôi. Bàn tay ngài dẫn lối đưa con về nơi bên yêu muôn đời, dẫu có lung bụi đường làm con tơ vương lạc hướng, chỉ nơi Chúa chốn con tựa. Sơ Tigon làm bài này giống như nhạc tình vậy đó. Nghe tình ơi là tình, nhưng mà cái tình yêu này là tình yêu với Chúa. Thì mọi người có công nhận với Hương, chỉ có tình yêu Chúa dành cho mình mới là tình yêu mãi mãi và không bao giờ ly dị, đúng không? Anh Sơn cười. Có những cuộc tình bất cứ, có nhiều nhiều cái tình yêu mà rồi yêu cỡ nào cũng có thể là có đổ vỡ, nhưng với tình yêu Thiên Chúa thì mãi 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 mà thôi. Tối hôm nay chúng ta cầu nguyện và chúng ta một lần nữa hãy phó thác qua bài hát này của tác giả Kiều Linh. Và bài hát này thì được hai nàng ngồi giữa song ca là Minh Ngân và Vivian Đình. Những khi vui buồn hoặc những lúc
và thánh hoa tâm hồn con. Lord, I command my journey and my searching, shelter my soul, entrusted to your care. Days filled with pain, these burdens I surrender, and days filled with happiness I offer you all. You know the faults I hide, failures I won't confide, though tempted on every side, grant freedom for my soul. You blessing have been renewed, pardon and healing love now sanctify my chọn bài hát Tình Chúa để kết thúc chương trình hôm nay. Tất cả mọi người cùng với nhóm hát là cầu nguyện, cùng với ca đoàn Tình Chúa để hát bài ca Dâng Lên Chúa. Bài hát này của Đỗ Thị Thức. Chúa.
tràn say nguồn vui, tương lai còn rực trói, con quên Chúa mất rồi. Chúa vẫn giang tay đón mời và thứ tha tội rồi, nhưng con chối từ thôi. Rồi khi đường trần con sầu đau, tương lai còn mờ ảo, chạy đến Chúa kêu cầu. Mời tình Chúa không đôi rời, lòng Chúa bao dung đời đời. Ôi tình yêu của Chúa không bến bờ, con lại đắm say chân thế hơn cả tình Chúa. Chúa đang